Miss Saigon, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá Việt ngày mùng 1 năm Quý Mão. Trước khi bắt đầu bản tin hôm nay, Thảo Vy xin kính chúc đến quý vị khán giả lời chúc sức khỏe, chúc cho quý vị và gia đình có một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ và đời vui như nhạc. Thưa quý vị, Tết đến xuân sang là dịp sum vầy, nhưng với các cầu thủ đang phải thi đấu chuyên nghiệp xa nhà như Huỳnh Như thì việc về nước đón Tết là rất khó khăn. Dù vậy, tiền đạo nổi danh của bóng đá nữ Việt Nam cũng không lấy đó làm buồn mà còn gửi tặng một món quà đặc biệt đến cho người hâm mộ nước nhà. Vừa qua vào thời khắc giao thừa mừng năm mới 2023, tiền đạo Huỳnh Như từ Bồ Đào Nha đã cùng các đồng đội tại Lan FC dành một món quà ý nghĩa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cụ thể, đội trưởng của đội tuyển nữ quốc gia đã đọc về chúc Tết từ phương xa trước sự hỗ trợ của các đồng đội. Đoạn clip được câu lạc bộ Lan và Huỳnh Như đăng tải trên trang cá nhân thu hút rất nhiều lượt theo dõi cũng như tương tác. Các đồng đội tại Lan FC đứng dàn hàng ngang vỗ tay hưởng ứng những lời chúc Tết gửi về quê nhà Việt Nam rất dễ thương của Huỳnh Như. Những lời chúc của cô gái Trà Vinh có đoạn: nghe vẻ nghe về chúc Tết, tiền xài không hết, sức khỏe vô biên, hạnh phúc triền miên, làm ăn tiến tới, tâm hồn phơi phới. Chúc cho các đội bóng đá nước nhà sẽ mãi vươn xa ở trường quốc tế, đặc biệt hơn thế bóng đá nữ ta 2023 đã đầu thắng đó. Được biết, đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự yêu thích với clip chúc mừng ấn tượng của Huỳnh Như và các đồng đội, đồng thời cầu chúc cho cô có năm 2023 thi đấu thành công, đặc biệt là cùng đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài tại SEA Games 32 vào tháng 5 và chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 vào tháng 7. Những lùm xùm vào dịp cuối năm giữa Hoàng Anh Gia Lai và VBF đã khiến cho Bầu Đức có những bước đi đáng chú ý khi tìm kiếm các cơ hội ở nước ngoài cho những mầm non sáng giá của đội bóng phố núi. Trong khi lùm xùm giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và VBF về vấn đề nhà tài trợ của đội và nhà tài trợ của giải đấu cùng chung ngành hàng còn chưa được giải quyết, mới đây, đội bóng của Bầu Đức đã có một động thái tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi cho hai tài năng trẻ sang thử việc tại K-League 2. Cụ thể, đúng vào ngày 30 Tết, tiền đạo Vũ Minh Hiếu sinh năm 2002 và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh sinh năm 2000 đã rời Việt Nam để bay sang thành phố Chonburi, Thái Lan tập trung cùng đội bóng mới. Bộ đôi từng được cho mượn ở câu lạc bộ Hải Phòng trong mùa giải V-League 2022 sẽ sang xứ Chùa Vàng một tuần để thử việc cùng câu lạc bộ Cheongnam Nam City FC. Đây là đội bóng vừa thăng hạng K-League 2 của Hàn Quốc. Sau khi để Văn Toàn thi đấu tại K-League 2 và Công Phượng khoác áo câu lạc bộ Yokohama FC tại J-League 1 Nhật Bản, việc để Minh Hiếu và Cảnh Anh sang Hàn Quốc đã cho thấy Bầu Đức vẫn rất quan tâm và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai thử sức ở môi trường nước ngoài. Trái ngược với thông tin sẽ giải tán đội bóng sau lùm xùm với VPF. Thưa quý vị, năm Nhâm Dần khép lại không trọn vẹn khi đội tuyển Việt Nam chỉ giành được ngôi vị Á quân ở AFF Mitsubishi Electric Cup. Bên cạnh đó, việc chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ tạo nên những thay đổi lớn, cùng với đó là những kỳ vọng mới cho bóng đá nước nhà ở năm mới 2023. Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi sự quan tâm của người hâm mộ lẫn các doanh nghiệp làm bóng đá đều đang ngày càng nhiều hơn. Điều đó sẽ khiến năm 2023 có nhiều điều được kỳ vọng. Điều đầu tiên khán giả quan tâm trong giai đoạn trước mắt đó là cái tên nào sẽ ngồi vào ghế thuyền trưởng của U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại, danh sách ứng cử viên vẫn chưa được rút gọn và công bố chính thức. Điều thứ hai là chất lượng tại V-League. VAR sẽ có thể được vào cuộc từ mùa giải nối 2023-2024, tức là cuối năm sẽ bắt đầu có thể được sử dụng. Còn với mùa giải 2023, chất lượng các trận đấu vẫn sẽ không có VAR. Nhưng đây sẽ là giai đoạn ban tổ chức cùng các trọng tài chuẩn bị kỹ cơ sở vật chất và chuyên môn để sẵn sàng áp dụng VAR vào mùa giải nối. Điều thứ ba cũng là quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam ở năm nay, đó là World Cup 2023 dành cho bóng đá nữ. Đội tuyển Việt Nam đã hiên ngang có được tấm vé vào chơi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới cho phái nữ. Chúng ta chung bảng đấu với đương kim Á quân thế giới Hà Lan và nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ. Một bảng đấu tử thần với đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta sẽ thi đấu với quyết tâm lớn nhất để làm nên điều bất ngờ vào tháng 7 này. Dù AFF Mitsubishi Electric Cup đã kết thúc, nhưng vẫn còn đó những giải thưởng bình chọn chưa tìm được chủ nhân đích thực. Trong số đó, giải thưởng cầu thủ tạo ra được bước ngoặt của trận đấu nhận được sự quan tâm hơn cả với sự xuất hiện của hai nhân tố xuất sắc của Việt Nam và Thái Lan.
Đây cũng là phần cuối của bản tin bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, hậu vệ Vũ Văn Thành vừa được vinh danh cùng với nhà vô địch Thiarathon Bumathan. AFF đã lựa chọn và công bố 6 cái tên nằm trong danh sách đề cử danh hiệu cầu thủ tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Những cầu thủ được vinh danh bao gồm Thiarathon Bumathan, đội tuyển Thái Lan, Faisal Halim, Malaysia, Vũ Văn Thành, đội tuyển Việt Nam, Maung Lewin của đội tuyển Myanmar, Sawan Anua, đội tuyển Singapore và Jordi Amat, đội tuyển Indonesia. Cú đá đại bác ở trận chung kết lượt đi với đội tuyển Thái Lan chính là lý do lớn nhất để giúp cho Văn Thành được lọt vào danh sách này. Hiện tại, Vũ Văn Thành mới có được 6,13% lượt bình chọn. Người đang đứng đầu đó là Jordi Amat của Indonesia với 81,34%. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.